Okay, so now I think it's better. So do you hear me right now? Yeah. Yeah. Great. Bây giờ chúng mình sẽ chơi tiếp trò chơi nhé. Lúc đấy là đến Kevin đúng không? Kevin giúp cô nè. Màu. Màu vàng. Very good. The next person, please. Mình màu cam. Màu cam. The next person. Anh thích cam à? Anh Khánh. Sorry ạ. Khánh. Khánh. Khánh giúp cô nè. The next person. Mình nào? Màu trắng. Con tròn đi. Con tròn. Chị Giang. Màu vàng. Giang and the last person. Màu gì đấy? Màu. No, I mean you choose for me for the last person. Giang giúp cô chọn bạn cuối cùng nào. Màu gì đấy ta? Mình. Màu. Mình giúp cô nào. Bạn Minh này rất là đẹp đúng không? Bây giờ cô sẽ phát hiện ra một tài năng, tài năng có Khánh đúng không? Hôm nay thì có cả Minh nữa, tóc đẹp, nhảy hay đúng không? Đúng. Minh Vũ có mái tóc rất đẹp, hôm nay anh ấy chọn mặc phong cách thời trang. Bây giờ chúng mình tiếp tục nhá. Bây giờ cô sẽ hỏi để chúng mình trả lời giúp cô nhá. Đây là màu gì? Raise your hand if you have to answer. Kevin giúp cô nào. Màu đỏ, right? Very good. Freestyle for you. 3 sao cho bạn Kevin này. Giang ơi, Giang mở cam lên để cho cô nhìn thấy Giang tay nhá. Ok, ok. Tiếp tục này. This one. Cái bút màu gì? Màu. Mình giúp cô nào. Màu. Màu. Màu xanh lá cây. Very good. 3 sao cho bạn Ninh. Bút màu xanh lá cây. Very good. Trộn màu nhá. Màu đỏ trộn với màu vàng thì ra màu gì ạ các bạn? Khánh giúp cô nào. Màu cam. Very good. 3 sao cho Khánh. Tiếp tục này. Cháu biết mấy gì đấy rồi. Cô hỏi một câu nữa nhá. Màu xanh nước biển trộn với màu đỏ thì ra màu gì? Biết rồi. Giang giúp cô nào. Màu tím. Very good. Nếu mà chúng mình chọn màu đỏ với cả màu xanh dương thì ra màu tím nhá. Không là các bạn thử thử xem có đúng không nhá. Không, cháu cần thử đâu, cháu đã từng thử rồi, cháu không biết cái đấy. Nếu mà màu xanh nước biển trộn với màu vàng thì sẽ ra màu gì? Kevin giúp cô này. Nếu mà chúng mình trộn màu xanh nước biển với màu vàng thì ra màu gì? Màu còn biết cơn nữa. Màu. Thế mình giúp cô nào. Màu. Màu xanh lá cây. Very good, excellent. 3 sao cho mình nhá. Nếu mà chúng mình trộn màu xanh dương với màu vàng thì sẽ ra màu xanh lá cây. Bây giờ chúng mình nghe theo cô và nhắc lại nhé. Cửa. Cửa. Cốc. 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 Máy tính. Máy tính. Máy bàn. Bàn. Đường. Đường. Ghế. Ghế. Quạt. 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 Tủ. Tủ. Bây giờ bạn nào mà giúp cô đọc lại hết từ này, cô sẽ cho bạn ấy 5 sao nhé. Khánh giúp cô nào. Cửa. Cốc.
máy tính, bàn, bàn, cũng có thể nói bàn học, giường, ghế, quạt, tủ ạ. Very good. 5 sao cho Bình Khánh. Tiếp tục vào Giang giúp cô nào. Máy tính. Bàn. Ghế. Quạt. Tủ. Tiếp tục 5 sao cho bạn Giang nhé. Tiếp tục là Minh à. Cửa. Cấp. Máy tính. Bàn. Giường. Ghế. Quạt. Tủ. Very good. 5 sao cho bạn Giang này. 5 sao cho bạn Minh này. Tiếp tục Kevin giúp cô nào. Bữa. Cốc. Bài tin. Bàn. Giường. Giường. Ghế. Ghế. Quán. Very good. Tủ. Very good. Excellent. 5 star for you. 5 sao cho bạn Kevin nhé. Bây giờ cô sẽ hỏi rồi chúng mình trả lời nhé. Bạn nào mà trả lời đúng thì cô sẽ cho bạn ấy 3 sao. Cái ghế màu gì? Khánh giúp cô nào. Cái ghế màu hồng ạ. Very good. Cái ghế màu hồng. 3 sao cho bạn Khánh này. Tiếp tục này. Cái ô màu gì? Minh giúp cô nào. Màu đen. Very good. Cái ô màu đen. 3 sao cho bạn Minh. Tiếp tục này. Cái mũ màu gì? Kevin giúp cô nào. Same with color you wear today. Blue. Cái mũ màu. Blue in Vietnamese is xanh. Xanh nước biển, right? Yeah. Yes. Okay, 2 star for you. 2 sao cho bạn Kevin nhé. Chúng mình tiếp tục nào. Cái bàn màu gì? Bàn màu trắng ạ. Correct. Cái bàn màu trắng. 3 sao cho bạn Giang nào. Cái cốc màu gì? Raise your hand if you have to answer. Khánh giúp cô. Cái cốc màu vàng và ở trong là màu trắng ạ. Very good. Why you know the color inside? Tại vì cháu thấy nó ở dưới nó hơi trắng trắng. Okay, very good. 3 sao cho bạn Khánh. Tiếp tục nhá. Cái giường màu gì? Kevin giúp cô nào. Màu đỏ. Very good. 3 sao cho bạn Kevin này. Cái giường màu đỏ. Tiếp tục nào. Cái tủ màu gì? Minh giúp cô nào. Màu nâu. Very good. 3 sao cho bạn Minh. Tiếp tục nhá. Cái rèm màu gì? Giang nào. Dạ, rèm màu trắng. Cái rèm màu trắng chứ. Màu trắng nhá. Màu trắng hoặc màu xám đều được. Cô tiếp tục nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ học
bài hát nhá. À, bây giờ chúng mình sẽ nghe trước. Ôi đi đi. Ôi đi. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây ba ngọn nến lung linh ha đi. À, cho biết bài này. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến, ba ngọn nến lung linh ha ha ha, thắp xa ha, thắp sáng một gia đình. Bây giờ thì chúng mình thử hát lại bài đấy một lần nữa nhé. Trước khi hát thì chúng mình sẽ học thuộc lời của bài hát nhé. À, bây giờ I first and you follow me, okay? Ba ngọn nến lung linh. Ba là cây nến vàng, ba là cây nến vàng, ba là mẹ là cây nến xanh, mẹ là cây nến xanh, mẹ là cây nến xanh. Everybody repeat after me. Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, a a a sáng một gia đình, a a a a sáng một gia đình. Bây giờ chúng mình sẽ hát theo bài hát luôn nhé, có nhạc nè, chúng mình cùng hát cùng nhau nhé. Bạn nào hát tốt thì cô sẽ cho bạn ấy 5 sao. Chúng mình cùng hát nè. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ha ha ha, thắp sáng một gia đình. Ba là cây nến vàng, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, ha ha. Cô thấy bạn Khánh hát rất là tốt nên cô sẽ cho bạn Khánh 5 sao này. Bạn Giang cũng thế, 5 sao. Bạn Kevin sẽ được 3 sao này. Bạn Minh nhá, Minh sẽ cũng sẽ được 3 sao. Tôi chưa thấy Minh tập trung lắm. Thì mình nhớ tập trung rồi nhá. Bây giờ các bạn có muốn chơi game không? Muốn chơi game. Mình chơi game nhá. Bây giờ cháu có nhớ cái bài chung đồng cháu này rồi hả? Vâng ạ, bố cháu đừng dạy cháu rồi vậy, và cháu cũng quen cái bài đấy rồi ạ. Oh, really? In the class, so Giang là Giang chọn một số mà Giang thích nhá. Con chọn vâng ạ. Chọn số 5. Đây là màu gì? Đó là màu cam. Màu cam. Very good. Oh, 30 sao, chúc mừng bạn Giang. Chúc mừng Giang nhé, tiếp tục nào. Mình giúp cô nào. Mình chọn một số. Số 1 đúng không? Phải. À, hôm nay cô mặc màu gì hả Minh? The color I wear today. Màu trắng. Very good. Chúc mừng bạn Minh, 50 sao. Congratulations. Tiếp tục nhá. Kevin giúp cô đặt. Kevin chọn một số mà Kevin thích đi. One more time, Kevin, choose the number you like. Number 2. In the number is E. Số 2 đúng không? Đây là màu gì? Màu đỏ. Oh, very good. Congratulations. Oh, very lucky. 70 star, 70 star. Chúc mừng Kevin. Tiếp tục nhé, Khánh nào. Số 4 đúng không? Đây là màu gì ạ? Màu tím ạ. Rất tốt, very good. Sao, chúc mừng Khánh.
Tiếp tục nhé. Giang nào. Màu số 3. Số 3. Ừ. Đây là màu gì hả Giang? Đó là màu vàng. Ừ, màu vàng đúng không? Very good. Congratulations, Giang. 80 sao. Chúc mừng Giang. Ừ. Chúng mình tiếp tục nhá. Ai muốn tiếp tục nào? Số tiếp theo nào? Kevin nào? Kevin số tiếp theo nào? 6. Số 6 đúng không? Kevin chọn số 6 đúng không? Đây là cái gì? Cái gì? Cái ghế, right? Are you sure? Yes. Mm, yes. Ah, very good. Congratulations. chúc mừng bạn Kevin. Minh nào? Số mấy hả Minh? Số mấy mà? 8. Con chọn số 8. Đây là cái gì? Mũ. Cái mũ, right? Are you sure? Yeah. Yes. Very good. Congratulations. Năm mươi sao, chúc mừng bạn Minh. Tiếp tục nào, Khánh nào. Số 9 ạ. Số 9 đúng không? Cái cốc màu gì? Cái cốc màu vàng ạ. Cái cốc màu vàng. Chúc mừng bạn Khánh. 70 sao. Chúc mừng Khánh. Chúc mừng Khánh. So the last one. Giang à, Giang giúp cô chọn câu cuối cùng nhé. Đây là cái gì? Đó là cái ô. Cái ô đúng không? Chúc mừng Giang. Giang. 10 sao cho Giang, chúc mừng Giang. Ok, so it's the end of the game today. Các bạn chờ cô một chút cô. Trước khi đếm sao thì cô sẽ giao bài tập từ nhà. So I'll never forget about the homework. Yeah. Bài tập về nhà của chúng. Mà lúc nãy chúng mình vừa mới học nhá. Bây giờ cô sẽ đếm sao, các bạn chờ cô một chút nhá. Cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba lùng anh lùng anh. Hôm nay mình 86 sao, chúc mừng mình. Tiếp tục hôm nay Kevin. Có. Tám mươi tám sao, chúc mừng Kevin. Hai sao, chúc mừng Giang. Kém Khánh. Đó. Nhưng mà 80 cộng 30 là 110 mà. Nhưng mà cái đấy cô tính theo thang điểm khác, cô không tính theo giống như là điểm ở trong cái trò chơi của chúng mình á. Chúng mình cô sẽ tính 0,7 thôi. Ok, so hôm nay bạn Minh có 86 sao, chúc mừng bạn Minh. Bạn Kevin hôm nay có 88 sao, chúc mừng bạn Kevin. Hôm nay bạn Giang có 92 sao, chúc mừng Giang. And the person have a lot of stars today. Khánh, hôm nay bạn Khánh có rất là nhiều sao. Hôm nay bạn Khánh có 96 sao, chúc mừng bạn Khánh. Các bạn nhớ làm bài tập về nhà rồi gửi cho cô trước buổi học nhé. So it's the end of the lesson today. Thank you for spending time to learn Vietnamese with me today. So hope you have you cuối tuần vui vẻ. Bye. 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 Bye.
Hi Giang. Chào Minh, chào Giang. Let me do my thing. Bye. Bye. Okay, bye bye Kevin. Bye. Kevin cười rất đẹp trai nhá, nhớ cười nhiều vào nha Kevin. You look so handsome when you smile. Remember smile. Okay, bye. Bye.